chỗ nhà nha, tiếp tục hôm nay mình quay tiếp máy cào đất cho nhà xem nha. Đó, hiện tại con đang cái máy này nó đang cào đất mình đùa cái gò xuống dũng nha cả nhà. Đó cái gò cả nè, nó nằm trong nước nó ứ trên kia nhóc luôn phải không? Đó đang cào rồi. Đó đất kìa, vô cào phà luôn chưa? Đó kìa. Đó xuống tới dũng sâu nhả ra nha. Đó cái bộ này là cái bộ máy là cái đầu ZT 155 nha cái nè. Đu thì đuôi hàng xung que nha. Tài xế là anh Trung ở xã Hòa Thành, huyện Long Hồ nha. Đang chạy này là ở ấp 5 nha. Xuống dũng của mình nhả sình ra nên gọi cái mình đạp xuống dũng mình nhả nha. Mình cào xong rồi mình phá láng là rồi đánh bằng nước như thế nè. Cái nghề máy cào này nói chung là chạy là cũng rất là cực như thế nè, nhưng mà yêu thích là được nha. Nói chung đam mê là cái gì cũng được như thế nè. Không đam mê thì khó, chứ đam mê là cái gì cũng được. Đồ tặng cái đứt mấy cái mồ trần thấy chưa? Anh cạo anh sửa dùm vô đất nha, chứ không cạo chưa tôi không có tính tiếng nha, phải ít đó cái nè, mấy đầu giạc cũng như đầu giạc cái đó sửa dùm. Máy này nói chung là tài xế vụ mới làm về mình chạy liền là nó không có đẹp bằng mấy tài xế chuyên nghiệp nha, mà mình nói trước ở nhầm người lúc trước mua máy nó sao anh nói máy chạy đẹp mà sao em mua về dùm chạy không đẹp là tại mình nha. Một là mình nói chung là mình trước á, nhưng mà đất máy xới xới xấu gom gạ không là chạy không đẹp được như cái nào, chứ đâu phải nói làm đẹp là dễ nha. Nước đánh cho nước cạn luôn kìa, nước cạn đang khô mới chạy được nha. Đó kéo được quấy chưa, mình kéo để cho thoát nước nha. Ủa sâu kìa. Nước nhào nhào vô lưng cái này, cái thoát nước nó chạy mình chạy có mấy láng kia, nước không chạy nó xấu lắm nha. Rồi bữa nay video mình quay mình chia sẻ nhà ở đây cũng tạm dừng nha, ở nhà xem nhớ ủng hộ đăng ký kênh nha, cũng nhớ cho một like lượt sẽ đăng ký cái nhà. Rồi chào cả nhà.